Một chiếc xe bán tải Ford Ranger WeChat sản xuất là năm 2017, có ngoại thất là màu xám, nội thất kế da hai màu. Với khối động cơ chiếc xe nó sử dụng là máy 3.2. Cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe thì nó rất là tuyệt vời. Chiếc xe bán tải này hiện đang có mặt tại cửa hàng Việt Tuấn Auto, địa chỉ đơn vị là số 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục: xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc. Cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về chiếc xe bán tải, với tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ khoảng hơn 500 triệu thôi. Đấy, anh chị bạn có thể tham quan qua từ những cái đường nét nhỏ nhất chi tiết của chiếc xe, từ phần đầu xe nổi bật với những cái chi tiết hệ thống đèn bi kết hợp với đèn halogen, đèn gầm sương mù dạng halogen, và những tính năng an toàn của chiếc xe nó trang bị như hệ thống cảm biến trước sau được trang bị đầy đủ. Mâm thì trang bị mâm hợp kim, với một dàn nốp của chiếc xe thì đã được mới thay, một dàn nốp đến 2022 anh chị nhé. Dọc thân xe thì với những đường gân dập nổi như là hệ thống bậc lên xuống là trang bị là bậc cứng này. Đấy, những đường nét tổng quát sơ qua về phần thân xe đây. Về che mưa, dán kính được trang bị đầy đủ. Lắp thùng sau cũng được bác chủ nâng cấp rồi. Các bác mua chiếc xe này về chỉ việc sử dụng thôi. Hệ dẫn động của chiếc xe là dẫn động hai cầu, nên anh chị bạn có thể vận hành ở các cung đường khó một cách dễ dàng. Đây là những cái chi tiết cụm đèn hậu này, những chi tiết thiết kế vuông vức tạo lên cho cái sự khỏe khoắn cho chiếc xe. Tính năng an toàn cảm biến cam lùi được trang bị đầy đủ. Và phần cốp của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể mở cái phần nắp thùng cốp ra này. Đấy, cái này phải mình có chìa khóa này, hoặc là mình kéo lại lên. Đấy, tổng thể bên trong cái phần thùng của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Các chi tiết đường led ở phần đuôi xe em cũng quay rõ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc. Và bây giờ thì ta sẽ cùng đi tham quan về cái không gian hàng ghế thứ hai, để anh chị và các bạn có thể có cái nhìn tổng quát rõ hơn về chất lượng của chiếc xe. Đầu tiên là những cái phần cánh cửa ở đây. Xe thì nó có một số cái phần tôn gập ở phần trên này. Đây là các chi tiết tôn gập, và dưới đây là những phần chỉ của chiếc xe. Đấy, tất cả những cái phần đường nét về hệ thống táp ly, có những cái viền chỉ cam trông rất là nổi bật. Tay nắm cửa này, nơi sử dụng nhiều nhất của chiếc xe, đi lên xuống, nhưng hàng ghế thứ hai thì gần như không có sử dụng đến nhiều, nên cái chất lượng của nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Đây là tổng thể về cái chất lượng ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai, anh chị và các bạn có thể nhìn qua từ những nước da đến những cái phần hệ thống lỉ lót này bên trong này. Tất cả những cái phần nó phối màu của chiếc xe nhìn trông nó rất là hài hòa. Thảm trải sàn thì chính hãng anh chị nhé. Cái tổng thể sơ qua về không gian cái khoang hành khách. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì với một mẫu bán tải là tuy vậy đã được trang bị cho anh chị và các bạn rất là nhiều các tiện ích option. Các thông số kính của chiếc xe đấy, vẫn là liền đời anh chị ạ. Cho ta thấy là tổng thể của chiếc xe thì nó trong tình trạng là nguyên bản là rất là cao. Keo chỉ, ốc ác, đinh tán. Và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì mình lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra, đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Đây là những cái phần tổng thể ghế lái của chiếc xe, em cũng quay rõ ràng cho anh chị và các bạn và bên phụ luôn, để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng khi anh chị và các bạn cần em hỗ trợ chụp chi tiết cận cảnh những phần nào trên đây, hãy kết bạn Zalo. Cần số được trang bị cần số thẳng, hệ thống gài cầu, rồi là các phần chống trơn trượt, chỉnh cầu vi sai, hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc, cổng sạc 12V, rồi là những phần tính năng như là hệ thống điều hòa tự động, màn hình giải trí Select Seat, rồi là hệ thống vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có set cruise và hệ thống giới hạn tốc độ này, và những cái chi tiết như là hệ thống tăng chỉnh âm lượng, đàm thoại dừng tay và rất nhiều các tiện nghi option khác nữa. Đây có hệ thống duy trì làn đường đầy đủ. Ở phần sử dụng đây nó cũng rất là dễ dàng. Bên đây thì là với những phần chỉnh đèn này, hệ thống chỉnh gương ở trên này. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về cái khối động cơ của chiếc xe này. Với khối động cơ máy 3.2 ở những cái đời này thì nó cũng khá là lành. Với cái mẫu bán tải của nhà Ford Ranger thì nó trang bị rất nhiều các công nghệ an toàn đảm bảo cho người sử dụng. Với những cái chi tiết về phần máy móc thì ta sẽ nhìn qua từ những cái chi tiết như là hệ thống lắp cabo đến những phần tấm nót động cơ, hay là những cái chi tiết chấn này,
rồi là những cái thông số ở phần nóc capo để anh chị bạn có thể là đánh giá được là xe này nó có nguyên bản hay không. Anh chị và các bạn nhìn qua những cái chi tiết em quay là có thể biết được là cái phần nắp capo này nó có nguyên zin hay không. Đấy, những đường nét tổng quát sơ qua anh chị có thể tham khảo. Máy móc của chiếc xe, tất cả các chi tiết, đầu ống thanh răng Ford Ranger Wildtrak 3.2 sản xuất năm 2017. Hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá 580 triệu. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.